năm vị trí phong thủy lợi hại nhất ở mỗi người biết để bồi dưỡng và khai thác sẽ hưởng lợi suốt đời và năm vị trí phong thủy này có lẽ nhiều người trong chúng ta còn chưa nhận ra theo phong thủy học thì phong thủy tốt nhất nằm ở chính mỗi người từ xưa đến nay chúng ta vẫn từng nghe nói đến câu mệnh do trời tạo vận chuyển tùy tâm phong thủy đáng tin cậy và phó tác nhất thật ra được tiềm ẩn ở sáu vị trí dưới đây một là thói quen ngày nay thường đối mặt với không ít bệnh tật Ngoài áp lực công việc thì chúng ta đang có xu hướng ngồi yên một chỗ quá lâu, không luyện tập, ăn uống vô tội vạ, thức quá 12 giờ đêm, vẫn chưa muốn tắt đèn. Ăn xong phải có đồ tráng miệng, đầu giờ chiều thì trà sữa, thực phẩm nhiều dầu mỡ và năng lượng thường xuyên xuất hiện trên các bữa ăn. Những thói quen xấu nếu cứ duy trì trong một thời gian dài chắc chắn cơ thể sẽ phải chịu sự ngược đãi làm sao không xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. Vì thế, con người càng trưởng thành, càng phải học cách đối xử tự tế với bản thân của mình hơn. Chỉ khi biết vì sức khỏe mà kiểm soát tiết chế được dục vọng ăn uống và những trò tiêu khiển thôi thúc chúng ta thức thâu đêm suốt sáng, khống chế được sự lười vận động thì con người mới có thể có một trạng thái khỏe mạnh để đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống. Hai là cảm xúc. Người càng trưởng thành sẽ càng biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Người trưởng thành trong tâm đều biết nhẫn nhịn và bài phần. Dù sao thì thế giới vạn vật, việc đáng để tranh nhất rất nhiều, nhưng việc không đáng để tranh còn nhiều hơn. Vì thế, với những việc vặt vảnh đừng động một tí là khiến cho cảm xúc của bản thân trở nên xấu xí méo bó, trút thứ cảm xúc đó lên người khác, bạn sẽ chỉ khiến cho mình rơi vào hoàn cảnh tệ hơn. Ba là mối quan hệ có những mối quan hệ duy trì trên bàn nhậu vài ba chén rượu thành huynh đệ thân tình. Thế nhưng khi không còn hơi rượu thì chúng ta mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng kỹ quan hệ rượu thịt nhiệt tình đến mấy cũng chỉ là sự hời hợt, được thể hiện qua vẻ bề ngoài. Trong điện thoại của bạn, danh sách những người thường xuyên liên lạc có được là bao nhiêu người? Có những người, danh sách điện thoại có khi lên đến cả nghìn người. Nhưng ngoài quan hệ công việc, xóa hết những người hầu như không bao giờ liên lạc, danh sách ấy còn lại được là bao? Bạn bè thật sự thì không cần phải dựa vào cơm rượu hay những bữa nhậu để duy trì quan hệ. Người thật lòng với ta có thể chỉ được đôi ba người, vậy mà chúng ta lại dành hết bao thời gian và công sức để lấy lòng những người. Chẳng để ý đến mình mà quên mất rằng, những người thật sự đáng được ta quan tâm bảo vệ chính là những người yêu thương của mình nhất. Hãy duy trì những mối quan hệ chất lượng cao thay vì số lượng nhiều, đó mới là ý nghĩa thực sự của việc kết giao. 4. Là lòng kiên định Tướng George S. Boston của Mỹ từng đưa ra một tiêu chuẩn đánh giá thành công của một người. Tiêu chuẩn thành công của một người không phải là đứng trên đỉnh cao mà là sức bật lên khi rơi xuống đáy vực. Con người sống trên đời này không phải việc gì cũng như ý, gió yên sóng lặng. Nhất thời thất bại không có nghĩa là cả đời bạn thất bại. Người lợi hại luôn có thể giữ được tâm lý bình tĩnh trước đau khổ, dùng thời gian ngắn nhất để lấy lại phong độ của mình kẻ thất bại bỏ cuộc khi gặp khó khăn, người thành công vượt qua khó khăn trước khi chiến thắng. Có một cô bạn vừa mới tốt nghiệp vì một bản vẽ không hoàn thiện lãnh đạo yêu cầu cô làm lại. Làm đi, làm lại không được cô thấy bế tắc khóc toán lên, cuối cùng bỏ việc khi công việc vẫn còn chưa xong. Lãnh đạo không nói gì, hôm sau mở một cuộc họp nói với mọi người, tuổi trẻ kỵ nhát là trái tim pha lê bởi cuộc sống không nhẫn nhượng bất cứ ai. Nếu chỉ vì không chịu được một chút ấm ức, không nghe nổi một lời trách mắng, cuộc đời này sẽ bị hỉ nộ, buồn vui của người khác chắc mũi, không thể ngóc đầu lên được. Cuộc đời sẽ luôn dùng những khó khăn và thách thức để nhắc nhở mọi người nếu muốn trở nên mạnh mẽ thực sự. Đầu tiên phải không ngừng đoạn tuyệt trái tim mong manh dễ vỡ. Khi một ngày không còn mang theo trái tim này nữa thì bạn mới thực sự trở thành người không bị đánh bại. 5. Là tự kỷ luật nếu như không có tính tự giác từ kỷ luật thì chúng ta có thể sẽ cả thèm chóng chán bỏ dở giữa chừng khi làm việc. Có những người sẽ diễn họ ưu tú xuất sắc là bởi họ kiên trì và có ý thức tự giác hơn người khác. Ngược lại cũng không thiếu những người bi kịch đó là bởi không tự kiểm soát được sự lười biếng tùy tiện quá mức của bản thân. Vì thế trên con đường mà chúng ta già đi mỗi ngày, hãy học cách từ bỏ thói vô kỷ luật thiếu tinh thần tự giác, việc phá vỡ thế cổ chai bước ra thế giới mới sẽ khó khăn vất vả nhưng cố gắng dẫn nại vươn lên từng chút một, có người sẽ làm được. Trong cuộc đời thứ gì nên vứt hãy vứt, nên buông hãy buông, nên bồi dưỡng thì hãy bồi dưỡng. Bỏ đi những thói quen xấu, những mối quan hệ vô bộ, những mối lo vô nghĩa, trái tim mong manh dễ vỡ và cả cảm xúc xấu xí. Thay vào đó hãy bồi dưỡng những vị trí nói trên tốt hơn mỗi ngày. Chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn phát tài phát lộc là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, chân yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.